tiểu sử chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ngày 2 tháng 4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, đồng chí Trần Đại Quang đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch nước. Xin trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ngày sinh 12 tháng 10 năm 1956. Quê quán, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Nơi đăng ký thường trú, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Dân tộc, Kinh. Tôn giáo, Không. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiến sĩ luật học, Đại học An ninh. Học vị, tiến sĩ. Học hàm, giáo sư. Lý luận chính trị, cao cấp. Ngoại ngữ, cao học tiếng Trung. Ngày vào đảng, 26 tháng 7 năm 1980. Ngày chính thức, 26 tháng 7 năm 1981. Đại biểu Quốc hội khóa 13, tắt quá trình công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Từ tháng 7 năm 1972 đến tháng 10 năm 1975 là học viên Trường Cảnh sát Nhân dân Trung ương và Trường Cao đẳng Ngoại ngữ, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 10 năm 1975 đến tháng 6 năm 1987 là cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 1, sau tách thành Cục Bảo vệ Chính trị 2, giữ chức Phó trưởng Phòng Trinh sát, Cục Bảo vệ Chính trị 2, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 6 năm 1987 đến tháng 6 năm 1990 là trưởng Phòng Tham mưu và trưởng Phòng Trinh sát, Cục Bảo vệ Chính trị 2, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 6 năm 1990 đến tháng 9 năm 1996 là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 9 năm 1996 đến tháng 10 năm 2000 là Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục An ninh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 10 năm 2000 đến tháng 4 năm 2006 là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, được phong cấp bậc hàm thiếu tướng 2003, được phong học hàm phó giáo sư 2003. Từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 1 năm 2011 là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, được phong cấp bậc hàm trung tướng 2007, được phong học hàm giáo sư 2009. Từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 8 năm 2011 là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016 là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, được phong cấp bậc hàm Thượng tướng 2011, Đại tướng 2012, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Đại biểu Quốc hội khóa 13. Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Ngày 2 tháng 4 năm 2016 đến nay, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.